bạn phân vân khi mua hàng online sẽ khó nhận được hàng tươi ngon, kỹ lưỡng như chính tay bạn lựa chọn. Đừng quá lo lắng, cùng theo chân Picker chúng mình pick hàng cho khách. Tại Speedel, Picker luôn được đào tạo để có thể nhanh chóng nhận biết, phân loại sản phẩm. Với các loại sản phẩm cần cân ký, Picker luôn chú trọng cân đúng trọng lượng, đảm bảo đủ ký, đủ hàng cho khách. Không phải mất quá nhiều thời gian đến siêu thị mà vẫn nhận được sản phẩm tươi ngon, như còn trên quầy kệ. Đối với các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, rau củ, trái cây, không chỉ lựa chọn đủ ký, chúng mình luôn chú trọng lựa chọn các loại hàng thật tươi ngon, đảm bảo chất lượng nhất. Hàng về kho, Picker sẽ kiểm tra đơn hàng lại một lần nữa, đóng gói thật kỹ sau đó giao cho shipper để tiến hành giao hàng đến bạn. Vậy là một đơn hàng đã được hoàn tất để chờ đến tay bạn đó. Nhanh tay truy cập speedlotte.vn, lựa chọn sản phẩm yêu thích và chờ đợi chúng mình giao hàng đến. Speedel chờ tin bạn.